It was a good movie. I enjoyed the movie. À, phim này quá hay à. Đây là lần đầu tiên tôi xem phim Việt Nam. I really enjoyed it. I haven't seen a Vietnamese horror movie before. Exciting and then funny. I enjoyed it very much. Good story, lots of scary bits. Great. I like the myths. 100% ok rồi. Người nước ngoài phải xem phim nào. Về tình mẹ rất ý nghĩa, để giữ cái tình cảm mẹ con gắn kết, nó gắn chặt tới nhau. Vui mà cũng vừa buồn nữa, nhưng mà thích nhất là anh Mạc Trong Hoa, chị rất là duyên. Phim rất hay, hấp dẫn. Rất là hay và có rất là ý nghĩa. Tuyệt vời, thú vị và hài hước. Rồi giờ xúc động, rồi chứ làm phim rất là xúc động. Mà coi cười cả rạp luôn, rất cười luôn. Hồi hộp và gây cấn. À, giải trí. Nói chung là bộ phim rất là hay. Bộ phim tuyệt vời. Em là ý nghĩa. That's very good. Thu hút người xem, em khuyên mọi người nên đi xem một lần cho biết. Tại vì khúc cuối phim rất là đề cao cái tình mẹ con. Các anh em ở Sài Gòn xuống đây chủ yếu là để giao lưu. Cái thứ hai nữa là nói lời cảm ơn chân thành gửi đến tất cả các anh chị và các bạn đã ra rạp ủng hộ phim Lật Mặt 4 nhà có.